mẹ đâu. Cảm ơn sự vận động của anh nhé. Bà ơi, đây, đây rồi, rồi. Cháu bà. Bà đây ơi, rồi, có cháu về đây này. Hai hoàng tử, một công chúa về rồi, vào đây. Em ơi, giống bà ngoại y hệt đi. Đúng ba mặt này là của bà nói nào ấy chứ, mặt bố nó thế này mà lại... Quên thật, giống bố nó này bà ơi. Nhưng mà may là giống bố nó đấy, chứ giống mẹ nó cả họ nhà mình mất nhờ đấy. Ôi, hay bà nói nhỏ nhỏ một chút. Bà xin lỗi nhớ. Ôi trời ơi, yêu quá cơ. Yêu quá cơ. Cháu chào cả nhà. Hai hoàng tử một công chúa giống y như bà ngoại con ạ. Giống bố nó. Chúc mừng cả nhà mình ạ. Đáng yêu quá. Tôi còn cảm ơn hai mẹ. Anh chị ơi, em là bố thật rồi. Không chồng nhau nữa. Trật tự nào. Dạ mẹ Lan, con nghe đây ạ. Chào các con. Con chào bác. Nè ba đứa, chào bà đi con. Được rồi. Dạ. Chiều nay hai bác nấu cơm, vợ chồng con cái sang đây ăn cho đông vui nhá. Nhớ đón cả mẹ mến nữa đấy. Lâu lâu không được bà ấy mắng cho lại thấy nhớ nhớ. Con biết rồi. Nè, Old Trafford, chào lại bà Lan mau lên. Bà chào các cháu. Dạ, con cúp máy nha mẹ Lan ơi. Ừ. Chào các con. Old Trafford, xếp hàng. Đây mà. Điểm danh. Old Trafford. Good job. Nghe bố dặn này, hôm nay đi học ngoan nghe chưa? Vâng ạ. Cô giáo mà nhắc nhở gì thì cho đi lao động khổ sai hết, nghe chưa? Vâng ạ. Nè, nghe đây. Đứa nào mà đánh nhau, cấu chí nhau, mẹ sẽ lập tức đem qua lò luyện đơn của bà ngoại mến. Rõ chưa? Vâng ạ. Lớn lên. Vâng ạ. Giỏi. Thôn cái coi. Bên này nữa. Rồi, đằng sau quay. Đi thẳng. Vào lớp. Mệt quá chồng ơi. Ngày nào cũng như đánh giặc tới nơi á. Mệt đứt hơi đi được. Nếu nhà mình mà là chiến trường thì em chính là đại tướng. Em là đại tướng á. Còn anh là cái gì? Lính lác gì tụi em sai vặt. Được. Thế hôm nay mình đi đâu hả đại sếp? Vậy thì hôm nay mình về studio. Còn bao nhiêu là việc? Dạ. Đi.